Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu túi mini. Cái này thì mình ứng dụng làm túi đựng điện thoại hoặc đựng tiền hoặc cái gì đấy nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Và mình tận dụng từ canvas thừa, sợi thừa và vải lót thừa. Nói chung là tất cả những cái gì mà dư còn lại từ các mẫu túi khác ấy, thì mình đi làm cái mẫu này. Cho nên các bạn nhìn thấy này, màu sắc của nó rất là sặc sỡ, nhiều màu. Đây, vải lót thì hai bên là hai màu khác nhau. Trong này thì chỉ có mỗi cái nút hít là mới thôi các bạn. Màu túi này thì khi làm thì cái sợi màu xanh này của mình nó hết mất. Cho nên mình quyết định là không làm bên hông luôn. Còn khi mà các bạn làm á thì các bạn nên làm hông và đáy, sau đó gắn D rồi canvas, à quên, gắn D rồi xích vivo thì sẽ được một cái túi mini nhỏ nhỏ khá là xinh. Như mình đây mình chỉ làm để đựng điện thoại thôi. Bạn thấy không? Đó, nó có độ phồng ra này, có nghĩa là các bạn có thể làm phần hông rộng ra một chút nữa thì nó vẫn được. Nếu mà các bạn làm từ sợi mới thì các bạn chỉ cần một cuộn thôi, một cuộn sợi. Canvas này thì chắc là 1/5 tấm quá, rất là ít. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn nhé. Để móc mẫu họa tiết này, các bạn tạo cho mình số móc xích là bội số của 4 và cộng thêm một móc xích. Ở đây mình sẽ tạo 17 móc xích. Sau khi tạo xong 17 móc xích, mình sẽ đo lên tấm canvas. Ở đây mình sử dụng một tấm canvas dư từ các mẫu túi khác để làm mẫu này. Đây, mình đo lên thì cái móc xích này, số móc xích này nó lọt bên trong so với tấm canvas đạt được. Tiện thế mình sẽ đo luôn kích thước của tấm canvas này cho các bạn nhé. Một chiều của nó là 9 cm, một chiều của nó là 27 cm. Sau khi móc xong, các bạn sẽ lên cho mình 3 móc xích. Đâm kim vào chân thứ tư tính từ kim, móc cho mình một mũi kép. Mũi kép này mình sẽ móc hơi khác so với các mũi kép khác các bạn. Nhớ để ý nhé, các bạn lấy cũng 3 sợi lên kim. Đầu tiên các bạn lấy sợi qua sợi thứ nhất này. Tiếp theo qua hai sợi này. Đấy, các bạn được một mũi kép. Bạn móc 3 mũi kép như vậy và chung một chân. Sau khi móc xong, các bạn cách 3 mũi móc xích cho mình, 1, 2, 3. Móc vào đây. Một mũi móc đơn. Sau đó các bạn lên 2 móc xích. Tiếp tục móc 3 mũi kép vào cùng chung chân này.
xong 3 mũi kép các bạn, cách 3 chân ra, 1 2 3, móc vào chân thứ tư một mũi đơn. Bạn đã được 2 mũi sò này. Các bạn lặp lại lên 2 móc xích, đâm kim vào chân dưới này, móc cho mình 3 mũi kép. Sau đó lại cách 3 chân, 1, 2, 3, chân thứ tư móc một mũi đơn. Lên 2 xích. Móc vào đây 3 mũi kép. Và các bạn móc vào xích cuối cùng một mũi đơn. Ở đây chúng ta đã xong hàng đầu tiên. Lên hàng thứ hai, các bạn lên cho mình 3 móc xích. Quay lại và móc vào chân này 3 mũi kép tương tự như ở hàng một. Sau đó, bình thường mỗi sau đợt đến đây các bạn sẽ đâm kim vào móc xích thứ ba và móc một mũi đơn đúng không? Sẽ đâm vào đây. Móc mũi đơn vào đây. Bây giờ mình sẽ không móc như vậy mà mình đâm kim vào cái phần thân của cái mũi kép thứ ba này. Các bạn thấy chưa? Đâm ngang thân này. Móc vào đây một mũi đơn. Sau đó, các bạn lên cho mình 2 móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc 3 mũi kép. 3 mũi kép đâm vào cái dây móc xích phía sau này các bạn này. Cái dây 2 móc xích mà các bạn lên á. Sau đó các bạn tiếp tục đâm vào thân cái mũi kép thứ ba của mũi sò bên dưới để móc một mũi đơn. Sau đó lại lên 2 móc xích. Đâm kim vào dây xích ở sau 3 mũi kép. Sau đó móc vào đây một mũi đơn. Lên 2 móc xích. Tiếp tục móc 3 mũi kép vào đây. Móc vào đây một mũi đơn. Sau đó để kết thúc hàng các bạn sẽ móc thêm một mũi đơn vào cái móc xích thứ ba
ở dây xích phía sau này, dây xích ban đầu mà các bạn lên 3 móc xích ấy. Đây, các bạn đã được hàng sò như thế này. Lên các hàng tiếp theo, các bạn cứ lặp lại hàng 2. Hãy móc mũi đơn vào cái thân này. Rồi lên 2 xích. 3 mũi két đằng sau. Các bạn thấy cái mũi sò nó sẽ nổi lên như này chưa? Đây, khi mà các bạn móc lên cao thêm một chút nữa thì mũi sò nó sẽ nổi lên như thế này, trông rất là đẹp. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi đạt độ cao bằng cái tấm canvas này nhé. Đây, mình đã móc xong tấm móc. Giờ còn một hàng cuối nữa thôi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đo lên đây này. Thì các bạn thấy khoảng cách từ đây đến canvas là 2 ô, bên này thì khoảng 3 ô, và đầu hai bên đầu này cũng vậy. Đấy, nói chung là nó hơi hơi bằng nhau như vậy thì các bạn dừng lại và các bạn sẽ móc hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng ở đây các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi móc xích. Chân đầu tiên các bạn cũng móc 3 mũi kép vào cùng một chân như các hàng bên dưới. Sau đó các bạn cũng móc mũi kép vào đây, à, một mũi đơn vào đây. Sau đó lên 2 móc xích. À, xin lỗi, các bạn không lên 2 móc xích nhé. Các bạn móc mũi đơn vào đây. Sau đó các bạn đâm vào chân này. Cái chân ở giữa này này. Các bạn móc 3 mũi kép vào đây cho mình. Sau đó lại đâm một mũi đơn vào đây. Rồi tiếp móc móc 3 mũi kép vào chân ở giữa này.
móc một mũi đơn ở cuối cùng. Đây, như vậy là các bạn kết thúc xong hàng. Bây giờ các bạn móc viền mũi đơn thôi. Ở đây thì viền mũi đơn xung quanh thì các bạn viền bao nhiêu hàng cũng được. Mình thì sẽ viền đến khi đủ được tấm canvas này. Các bạn có thể thích thì viền một hàng. Mình có lẽ sẽ viền ba hàng đấy. Các bạn cứ viền như vậy nhé. Viền xong xung quanh rồi thì các bạn sẽ nẹp canvas. Và tấm thân trước thì các bạn cũng móc tương tự. Đây, cái phần canvas dư này mình sẽ sử dụng để làm tấm thân trước. Nên các bạn móc một tấm bằng tấm canvas thân trước này. Sau đó các bạn nẹp lại. Đây là phần thân trước và nắp sau khi mình đã viền canvas xong. Khâu lót cũng xong rồi. Trong quá trình khâu lót thì mình sẽ gắn nút khít luôn. Các bạn có thể sử dụng khóa cũng được. Sử dụng khóa thì khóa sập á thì sẽ dễ hơn so với việc gắn nút khít. Và mình cũng móc tương tự đối với phần thân trước. Gắn nút hít, móc xong thì nẹp canvas này, gắn nút hít, sau đó khâu lót. Ở đây là mình tận dụng sợi thừa từ các mẫu túi còn lại mình phối màu, cho nên nhìn hơi tạp nham một chút ạ. Các bạn móc mẫu túi này thì chỉ cần một cuộn sợi thô thôi, cho nên các bạn nên lấy một cuộn sợi thô nhé, thì mẫu túi lên sẽ đẹp hơn. Mình sẽ đo kích thước cho các bạn. Đây, sau khi nẹp canvas xong, phần thân trước sẽ khoảng 15 cm, rộng của nó khoảng 10 cm, thân sau và đáy khoảng 27 cm. Bây giờ nếu mà các bạn thích á, thì có thể móc đáy với hông, nhưng mà bản thân mình thì không móc. Mình sẽ khâu vào luôn như thế này. Đây, như các bạn thấy. Mình sẽ khâu sát vào đây luôn. Khi các bạn gặp đây, cái túi nó sẽ như thế này. Một dạng túi bảo vệ điện thoại thôi. Các bạn nếu thích đáy thì các bạn có thể khâu đáy, mở rộng cái phần này ra. Thì sẽ chứa được nhiều thứ hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ khâu lại sau khi khâu các bạn được mẫu túi như sau. Đây, khâu xong đây, như vậy mình đã hướng dẫn xong nha các bạn cách móc một mẫu túi mini như thế này, giống như một dạng ví đựng tiền hoặc là đựng điện thoại ở trong cái túi lớn thôi, tận dụng canvas thừa và sợi thừa. Hy vọng các bạn sẽ thành công với mẫu túi này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nhé.